Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm O Tèo Tàn. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về O Tèo Tàn cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của tèo Tàn Công dụng và chỉ định Viêm tai ngoài cấp tính và viêm tai giữa có mủ mạn tính ở người lớn Viêm tai ngoài cấp tính ở trẻ em từ 1 tuổi trở lên có màng nhĩ còn nguyên vẹn Cách dùng Thuốc dùng nhỏ tai Liều dùng Người lớn, Viêm tai giữa có mủ mạn ở người lớn, dùng một lần một tuýp đơn liều 0,5 ml vào tai viêm, một ngày nhỏ hai lần, dùng trong vòng 10 ngày. Viêm tai ngoài cấp tính, dùng một lần một tuýp nhỏ vào tai viêm, một ngày dùng hai lần và dùng trong 7 ngày. Trẻ em từ 1 tuổi trở lên. Viêm tai ngoài cấp, dùng một lần một tuýp nhỏ vào tai viêm, một ngày dùng hai lần và dùng trong 7 ngày. Chống chỉ định, Chống chỉ định thuốc oteo tàn với người quá mẫn với ciprofloxacin, các loại quý no lộn khác hoặc với bất kỳ thành phần nào có trong thuốc. Lưu ý khi sử dụng. Ngưng dùng thuốc nếu xảy ra phản ứng dị ứng đối với ciprofloxacin, cũng như các loại kháng sinh khác. Việc sử dụng ciprofloxacin không đúng sẽ gây ra sự phát triển quá mức của sinh vật không nhạy cảm hoặc nấm như là nấm candida albicans. Nếu xảy ra bội nhiễm, hãy ngừng sử dụng và sử dụng liệu pháp điều trị hợp lý thay thế có thể chảy vào trong khoang miệng nếu thủng màng nhĩ. Tác dụng phụ. Bội nhiễm tại vị trí nhỏ do các sinh vật không nhạy cảm. Tương tác. Chưa có nghiên cứu tương tác nào về tương tác với thuốc o tèo tàn được thực hiện. Tuy nhiên, Ciprofloxacin được hấp thu toàn thân không đáng kể sau khi dùng với đường tại, do đó không có các tương tác lâm sàng với các loại thuốc khác được biết đến. Khuyến cáo không sử dụng đồng thời Ciprofloxacin cùng với các thuốc khác trên tại nếu đang sử dụng nhiều thuốc dùng đường tai, các thuốc này phải được sử dụng ở thời điểm cách xa nhau. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Otel Tàn, đồng thời biết cách sử dụng Otel Tàn, sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video nếu như bạn thấy video hay có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham